Dạ, nhà vườn Hoàng Em xin kính chào kênh NLTK cùng toàn thể cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc đã xem kênh ha. Dạ, nhà vườn là nói đầu tiên thì nhà vườn cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn rất là biết ơn. Cũng hôm nay thì nhà vườn Hoàng Em có giới thiệu với cô chú anh chị điệp lào, có 11 cây điệp lào ha cô chú anh chị, kim quýt, mai chiêu thủy cũng như nguyệt quế để cùng giao lưu với cô chú anh chị ạ. Địa chỉ của nhà vườn thì ở An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng ha cô chú anh chị. Số điện thoại là 0917 899 593 cô chú anh chị ơi. Dạ. Đến với mã số 1 là cây điệp lào cô chú anh chị. Điệp lào. Cây này có bộ đế rất là quái ha cô chú anh chị. Đó. Rất là mong cô chú anh chị ủng hộ em trong cái clip này ạ. Dạ, chiều cao là 1,5 m ha cô chú anh chị. Chiều cao là 1,5 m. Bộ đế rất là quái cô chú anh chị ơi. Cây số 1, cây điệp lào ha. Tán ngang của em nó là 1,1 m ha cô chú anh chị. Nhìn cây rất là quái. Hiếm có được cây như vậy hả cô chú anh chị. Điệp lào là nó là thuộc loại hiếm rồi. Mà nó bề ngang của cái đế nó là 3,8. Dạ. Hoành thân ngay vị trí này đó là 15. Em đo trên này cái ha cô chú anh chị. Trên này là 10 hả cô chú anh chị. Đó. Bộ đế nó bỏ. Dạ, cây mã số 1 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị trình mình trên toàn quốc có cái giá là 3.200.000 hết cô chú. Em bao phí ship toàn quốc ha. Dạ, rồi đó cây. Dạ, cây điệp lào mã số 2. Đấy. Chị qua vận chuyển trên xe bó chưa gỡ. Dạ, chiều cao là 1,05 m hết cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này đó là 13 ha. Còn 14 là tính 13 ha cô chú. Đế gì lắm. Dạ. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc cũng có cái giá là 1,3 triệu ha cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây điệp lào số 4, mã số 3. Điệp lào mã số 3 ha cô chú anh chị, rất là quái ha. Co lắc. Dạ, chiều cao của em nó là 1,13 m. Cái co nó. Điệp lào này rất là khó uống ha cô chú anh chị, nó dễ giòn rất là dễ gãy. Mà cái này nó uống từ trồng hộp, uống từ nhỏ ha cô chú. Dạ, hoành thân ở vị trí này đó là 11. Dạ, cây mã số 3 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1,700,000 hết cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đó cây. Dạ, cây mã số 4. Điệp lào cây mã số 4 ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Dạ, hoành thân ngay vị trí này đó là 12. Cây này là thần mô hết trơn ha cô chú anh chị. Đây, bông rất là đẹp ha. Bông rất là đẹp. Tại vì con lại chứ cái cây này nó mau ra bông lắm, bông rất là đẹp. Cây này mày chịu nuôi bông dữ lắm à.
bông quanh năm luôn à. Nó một tháng nha, có nhiều khi bốn đợt hoa ha cô chú anh chị, 4-5 đợt ha. Dạ. Dạ cây mã số 4 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1,5 triệu ha cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ rồi, ok. Dạ, cây điệp lào mã số 5. Cây lô này tương đối lớn nha cô chú anh chị. Lô này nữa là em hết vườn ha. Dạ, chiều cao là 1m4. Cây thuộc dạng cây hiếm, cây này cây lớn. Chiều cao 1m4 nha cô chú. Chắc cũng phải cỡ vài năm nữa mới có vườn. Dạ, vành thân ngay vị trí cái eo này đó là 12 ha cô chú. Còn em đo dưới này thì nó lớn hơn. Dạ, chung vị trí này là 21. Cây rất là lớn. Dạ, cây điệp lào mã số 5 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2,2 triệu. Em bao phí ship ha cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ, mã số 6. Điệp lào mã số 6 ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 1m05 cô chú ơi. Nụ sỏm của em nó là 18. Hoành thân thì phản ngón tay em ha. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1,000,000 đồng. Em bao phí ship nha cô chú. Rồi, đổi cây. Sau lưng con. Dạ, cây điệp lào mã số 7 cô chú. Mã số 7. Cây này là tán rất là đẹp ha. Dạ, chiều cao là 1m20. Nói chung thì dàn đế thì quá khủng luôn cô chú ơi. Rất là đẹp. Bông. Đẹp. Bông cây này rất là đều. Dạ, hoành thân là gần 10 hả cô chú, 9. Em tính 9 đi. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1,100,000 hả cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây điệp lào mã số 8. Cây này là cây mẹ của đám ha. Cây nái. Xong rồi cũng cắt lại đặng mà lấy tàn rồi có thôi bán luôn. Dạ, chiều cao là 1m05. Dạ, hoành thân là 16. Hoành ở dưới chỗ này. Hoành chỗ này là 22 hả cô chú. Cây rất là lớn, rất là đẹp. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2,200,000. Em bao phí ship ha. Cây này thì cây tương lai hả cô chú. Có gốc quá bự. Dạ, cây điệp lào mã số 9 đó cô chú. Đó. Chiều cao là 1m25. Cây này cô chú anh chị mình không thích về cắt bonsai là ok lắm đó cô chú. Dạ, hoành thân là 16. Các bonsai rất là đẹp ha. Dạ, cây mã số 9 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là cũng 2,2 triệu ha cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây.
Dạ, cây điệp Lào mã số 10. Em xin nhắc lại là cái dòng điệp Lào này là dòng siêu hoa hả cô chú. Một tháng thì nó có thể ra rất là nhiều đợt hoa ha. Dạ, chiều cao là 1m29. Đế nơm của nó là 15. Vành thân ngay vị trí này là 10. Tổng vành đế là 35 ha cô chú. Đó, cây mã số 10. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1,5 triệu ha cô chú. Em bao phí ship ha cô chú. Dạ, rồi đổi cây. Cây này lâu lớn. Lâu. Rất là lâu lớn, cực kỳ lâu lớn, khó uống nha cô chú. Cây này rất là giòn, nếu có uống thì phải trồng coi từ con từ nhỏ. Như cây này là uống từ nhỏ hết cô chú. Dạ, cây điệp Lào mã số 11 hết cô chú. Trong clip này em có 11 cây điệp Lào ha. Dạ, chiều cao là 1m16. Em đo cái dành đế trước nha cô chú. Như vậy đó là nó là 50. Sỏi của nó là 21. Hoành thân em đo ngay vị trí này luôn hết cô chú. Gần 8 nha cô chú. Gần 8 chứ chưa được 8. Đó, cây rất là đẹp. Dạ, cây mã số 11 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1,500,000. Em bao phí ship ha. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 12 là cây mai chiếu thủy ha cô chú. Chiếu thủy lá lớn da đen. Chiếu thủy này thì em giao lưu với cô chú anh chị rút vốn ha. Dạ, chiều cao là 66. Bình thân ngay vị trí này là 18. Cây này có bộ đế đẹp ha cô chú. Đấy mà. Dạ, cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 550,000. Em bao phí ship ha. Được rồi, bán hai cái hổ bao phí ship hết tiền luôn. Làm giống cười. Bán hai cây hổ rồi là cười không. Dạ. À, cây mã số 13. Bán cây nhiều khi là cái tình. Dạ, chiều cao là 70. Dạ, hoành thân là 18. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 400,000 hả cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây số 15. Mai chiếu thủy mã số 15. 14. Cây mã số 14 nha cô chú. Dạ, chiều cao là 60. Hoành thân là 22. Đó, bộ đế rất đẹp ha cô chú. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 500,000. Dạ, cây rất là đẹp. Rồi, đổi cây. Dạ, cây kim quýt hả cô chú. Kim quýt. Clip này thì em có hai cây kim quýt hả cô chú. Chưa rửa, chưa sức keo. Thôi kim quýt. Dạ, chiều cao là 35. Hoành thân là 17. Dạ, phôi này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 300,000. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, phôi thứ 16 nha cô chú. Em mua được giá rẻ là em để cô chú anh chị mình giá rẻ bạn bán cho nó nhanh ha cô chú. Dạ, chiều cao là 32, phôi thứ 2 ha. Em có hai phôi kim bích ha. Cây này có hai thân ha cô chú. Hai thân quyện vào nhau ha. Dạ, có hoành thân là 21. Đó. Dạ, cũng có 300,000 hả cô chú. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi, đổi cây.
Dạ nó bị dính, nó cao quá nó dính vào điện ha cô chú anh chị. Không gãi mấy em chỉ quay xương xương được ha, chứ quay nhiều quá nó ngổn. Dạ chiều cao của em nó là khoảng 2m2 ha cô chú. Đó. Cây này thì em nuôi rất là lâu ha cô chú. Cây rồi sống rất là khỏe ha. Cây rễ non trắng hết trơn rồi. Dạ. Cao khoảng 2m2. Cây này là nó trực thẳng luôn hả cô chú? Không sợ bị tuột hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, hoành thân ở vị trí này là 46. Dạ, cây này thì anh xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 4,5 triệu. Em bao phí ship 300 cây số hả cô chú anh chị? Thông cảm cây này quá cao nữa cô chú anh chị nãy thì hỗ trợ phí ship với em ha. Dạ rồi đổi cây xuống mình đó đi hỏi xuống đi cái gì điện ạ quay quay xây lên. Cái này phải không? Bỏ lỗi xe ra đi. Dạ cái mã số 18 đó cô chú. Kim quýt có trái dừa luôn. Ủa cây mai chiếu thủy đó đó. Ủa cây nguyệt quế lá sắn bông chùm đó cô chú. Dạ nguyệt quế mã số 18. Chiều cao là khoảng 1m7 cô chú ơi. Dạ cây này em cũng thường lâu rồi hả cô chú? Dạ hoàng thân ngay vị trí này đó là 25. Cây này thì ở dưới nó còn đế nữa. Dạ cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1,500,000. Em bao phí ship. Rồi đổi cây. Sao? Dạ cây nguyệt quế mã số 19. Trong clip này thì em có 5 cây nguyệt quế hả cô chú. Dạ cây nguyệt quế mã số 19. Cái này rất là đẹp. Cây nãy lớn thì trực lắc, còn cái này ôi trực thẳng, con này trực lắc hả cô chú. Chiều cao là khoảng 1,5m hả cô chú. Cây này thì em bao phí ship toàn quốc hả cô chú. Tán rộng của em nó là 1m4 ha. Hoành thân ngay vị trí này nó là 42. Đế chạy đều luôn ha cô chú. Dạ cái mã số 19 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có cái giá là 2,700,000. Em bao phí ship. Rồi quá. Xích đẳng luôn đi lại. Kéo ra ngoài. Dạ cây mã số 20 là cây nguyệt quế tàn thiên nhiên á cô chú. Đó. Chiều cao là khoảng 1m7 ha cô chú. Tán rộng của em nó là trên 1,5m ha. Dạ
cây mã số 20 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2.700.000. Em bao phí ship ha cô chú. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây Nguyệt Quế mã số 21, Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Mã số 21 cũng là cây cuối clip luôn ha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0917 899 593 ha cô chú anh chị. Nếu mà có cái gì thì cô chú anh chị liên hệ rồi em sẽ hỗ trợ thêm ha. Dạ, chiều cao nó là khoảng 1m6. Cây Nguyệt Quế lá sắn bông chùm mã số 21 có chiều cao là 1m6. Dạ, vành thân ngay vị trí này đó là 30. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1.900.000. Em bao phí ship, cây này ship toàn quốc luôn hả cô chú. Dạ. Dạ, cuối clip thì nhà vườn Hoàng Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và rất mong cô chú anh chị ủng hộ em cũng như làm cho em có năng lực để mà ủng hộ cô chú anh chị nhiều hơn ha. Dạ, rất là cảm ơn cô chú anh chị ạ. Kính chúc cô chú anh chị nhiều niềm vui. Dạ, mến chào cô chú anh chị.